Hiện tại là chúng tôi đang ở trên vườn thượng uyển của thành phố Český Krumlov, Cộng hòa Séc, thành phố được UNESCO công nhận cùng với toàn quận Praha 1, đây là di sản văn hóa của tổ chức văn hóa giáo dục thế giới UNESCO. Đây là những người mẫu đang tạo dáng. Những người mẫu này thì phải trả tôi tiền, chứ tôi không phải trả những người mẫu tiền để tạo dáng. Phải nói là hôm nay là một cái ngày hè hết sức là đẹp, trời nắng. Trong khi hôm qua chúng tôi sang du lịch Cộng hòa Áo thì mưa tầm tã suốt một ngày, và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái lộ trình công việc của chúng tôi, du lịch của chúng tôi sang Cộng hòa Áo. Nhưng tuy nhiên mọi người đều cảm thấy cũng là phấn khởi vì đã có một cái chuyến đi hết sức là thú vị. Hi. Mặc dù chúng tôi có kế hoạch đi Hà Lan vào dịp lễ hội hoa tulip, nhưng mà tuy nhiên là vào dịp đó chúng tôi có rất nhiều công việc không thể đi được. Thì chị em cũng bảo thôi hôm nay đến cái mảnh đất nội địa này, thành phố Český Krumlov, để chúng tôi cũng phần nào nguôi ngoai được cái nỗi buồn vì không được đi lễ hội hoa tulip tại Hà Lan. Du khách cũng rất đông. Thế mọi người nói là đây là một cái cây cổ thụ, và đặc biệt là ngay dưới gốc cây là có một tổ chim. Đấy, trứng chim vào đây, chúng ta thấy có mấy quả đấy, có hai quả trứng chim. Tôi cũng không biết đây là chim gì nữa, và nó là rất thanh bình. Chim làm tổ và để trứng ngay dưới gốc cây. Okay.